Rồi là mình làm theo cái cách của mình. Dạ. Ví dụ như quay thì quay như vậy, nhưng mà đừng mình nếu biết làm á, mình thấy cách nào nhanh á thì mình làm. Dạ dạ. À, thấy chú làm hay quá. Mình làm bán, mình làm đó thì ai cũng biết làm, nhưng mọi người giữ cũng làm cũng nhỏ đó, người ta mỗi người làm cách. Đúng rồi đúng rồi, để sao ra ha. Thì làm sao ra nhỏ thôi. Dạ. Bà thấy nãy chú làm hay á, mà tưởng tượng mới đầu cứ nghĩ là cái con nãy là tưởng làm siêu nhân không à, giờ thôi là cái con cũng lên. Bà nãy tưởng đâu là chú cái con trước cái là chú làm cái này, để thôi mà ra cái này. Nãy phải không? Cái con á gần giống vậy đó. Rồi, mới đầu cái tưởng là cái con kia. Đây làm lâu chưa chú? Chú làm làm bao lâu rồi? Tháng đây được mấy năm rồi. Mấy năm hả? Nói chung là người ta ví dụ là bước 1, bước 2, mình là bước 1, bước 2 có khi người ta làm bước 3, bước 4, bước 2, tùy ha. Tùy theo. Dạ. Giờ cái này đâu có cần đúng nghề gì đâu. Dạ. Nghề đâu giấu. Trên mạng người ta chỉ đầy. Dạ đúng rồi. Quan trọng mình bán có được tiền hay không thôi à. Đúng rồi. Chứ giờ không có nghề. Ủa cái này là chú thuê ở đây chú bán em chứ thuê chỗ hả? Cái này là cái là người ta có người ta đăng ký vô đây đi kêu người ta làm bán ra đây. Rồi đơn hàng tháng mình đóng tiền bao nhiêu phí vậy thôi ha. Ủa đóng gì? Em nó đăng ký vô đây lâu rồi. Dạ. Thì nó không có công việc, nó không rảnh, nó không bán thì cho mình vô bán rồi thấy là vậy. Mình cho mình tiền gái chơi xuyên ngày. Gái chơi xuyên ngày. Ê bé mấy con này chú làm đẹp quá. Con này làm cực lắm. Dạ. Lâu lắm nên lúc này vẫn là nó mới làm cái con này. Dạ. Tăng nhanh. Tại con thấy thỏ đẹp. Nhưng mà
này làm còn cái này bán cực ít, còn nếu mà tính là bán con 50 ngàn ha, mấy con khác phải bù lỗ lại phải vậy hả? Thì có này có kia thì đó nó bù qua bù lại bán mắc nữa thì tăng nữa. Dạ làm cái đẹp thôi người ai biết được mua nhưng mà cực cực thì đúng rồi nó bù qua sức lại mấy con kia nó nhẹ hơn xíu nó bù lại. Dạ thì nó bù qua sức lại là mua mấy con kia nó bán nhưng mà người ta thấy mình làm á người ta mới biết ảnh 50 ngàn cực lắm chứ bộ làm tới nhờ với mình mà không phải là vậy anh đâu đúng rồi thấy mình ngán nữa nói chung là bong bóng không có nhiều tiền nhưng mà cái công mình á cái công mình mới nhiều con này là gì ngán mất thời gian đó rồi dạ. Mọi người dạy như tiền là chữ nó 50 thôi cái này 30 cái này 20 này bán thường bán cuối tuần nhiều hết chứ từ lúc thấy khách đông đông với lúc không nhiều dạ cái đó lại là không có biết trước được dạ nhiều người ấy khách đông nó chạy xe kia khách đông mà không mua, mua hay không á còn khách chấm gắn mà người ta thấy người ta mua thấy người ta mua như vậy thì nói chung là bữa nào bán được tiền nhiều là nó rất ngon đi đừng có đông 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 dạ dạ qua là như kiếm luôn á dạ mà ít hả không có nó mua đâu dạ nó đi theo đòn á dạ vô mà khách đòn ít mua lắm khách la lẻ vậy chứ mua nhiều ha tại khách đòn nó đi nhanh lắm nó không có đi chậm chậm cái này mua không biết chờ được dạ này chắc xám mình bỏ ra có nhiều người không biết tao tưởng bong bóng bao nhiêu tiền nó bán mắt đã nói sao mình bán cái sản phẩm này thôi chứ đâu có mình không bán bóng này đâu đúng rồi bán cái chắc xám mình nghệ thuật của mình bóng này anh đi mua ngoài đường cái xình luôn có mấy chục ngàn nhận chặn chết luôn á dạ dạ giống như nắng tượng mà nắng bột con này con kia ông này con kia đó không phải ai cũng làm được đâu con nó xương bóng nó bị căng lên không biết đâu nó nổ rồi đúng rồi làm ba cái đây nó xỉ trong mà phải giá lại con nó làm nó méo mặt tôi á dạ. Cái lúc đi nó ra luôn lúc nó nổi hoài dạ dạ nó không nổi đâu không tin rồi đó đúng rồi làm thấy có hao hụt chứ mua một lô hàng á có nhiều lúc trong cái bịch đó nó có cái dày cái mỏng nữa dạ nó không có đều ha sản xuất ra vậy mình chịu thôi dạ nãy đi quay gần đây nè thấy ủa cô chú này làm bóng hay với ta ghé lại coi một tí bán chậm gì á quậy lắm dạ ngồi nó xịt trời nắng nóng ra nó nở rồi nắng là nở ra ha ủa ví dụ như có bữa mình bán cũng còn vài món đi bữa sau nó xẹp không dốt hay là cũng vậy bán cái chịu cho hết rồi canh sao chứ chịu cho hết à súng này 50 nha mọi người súng nhỏ 30 cái này 20 cái này 30
này tùy lửa, cái bữa đất tôi ế. Nãy đi ngang thấy chú làm kéo á, con cán bỏ ra nhiều. Tiền bóng bóng em có nhiều nhưng mà tiền làm cái chất xám đó họ bỏ ra. Mỗi người có một cái nghề. Chú là chỉ làm mấy kiểu ở đây thôi hả? Mấy kiểu trên thành đó hả? Kiểu mình biết nữa. Dạ. Mà mấy cái kiểu kia là không ai mua đâu. Dạ. Không lâu á, có người á, tôi làm cái con áo trong đó thôi. Còn đa số là mấy cái mũi nhà này. Không biết, không biết á, cũng mua thường. Dạ. Có làm con bò, con dê, con chó gì lên mình làm cái chịu cũng không ai mua. Dạ, em mình coi cái món nào mà dễ bán thì làm ha. Dạ. Dạ. Tại con làm đi, có ai lại mua thì mình bán thôi. Từ từ. Mình đang có hứng làm cái này là hơi mất hứng nè. Cái này như cũng có hứng thôi. Rồi có máy móc khỏe ha, đó là máy thổi hoặc là bơm bơm. Đó chưa có máy này mất bơm bơm mới hụt á. Ờ, hụt lâu quá rồi. Còn trẻ thì không chuyên ngày á. Dạ. Ủa chú theo ngày này bao lâu năm mà? Nhiều năm rồi, 7 năm rồi. Hai chục năm không? 9 năm 10 năm. 9 10 năm à? Không phải cái nghề này, phải là của mình chỉ biết làm đi bán thôi, còn công việc của mình là đi làm công ty. Dạ dạ. Thường như đây ngày chủ nhật bán chơi thôi. Dạ. Kiếm tiền á. Nghe nghề phụ, này nghề phụ dễ giải trí. Kiếm tiền giải trí. Dạ dạ. Lại cái mình xúc xúc xài. Dạ dạ.
chứ mấy ngày thường cũng ít khách ha. Như vô đầm sen này là ngày quay lại cỡ 7 năm trước ở Sài Gòn giáp lên vô đây đó. Ở đây dưới là nấp đi, nấp đi thôi, nhưng mà lớn nấp đi. Dạ, tổ chức cho mấy học sinh nữa, khách đoàn ha. Dạ. Cái này mua cho con người ta là mua từ 5-7 năm trước người ta mua rồi. Dạ. Nên nếu mà cái thành phố nhiều á, không bán được. Không phải người ta không mua, mà người ta mua rồi, người ta mua nhiều lần rồi. Dạ. Tại sao mình đâm vậy anh chị? Cái xì bớt này hả? Lông nó bị lố rồi. Lố quá à? Lố rồi là mình xả bãi không chú? Không dặn rồi. Dặn rồi hả? Để cái lã xì hơi từ từ vậy ha. Dạ. Mình nhanh thì mình ngắt bỏ luôn, mình vô cái mới lên mình làm liền. Dạ. Cái này ta còn rảnh. Dạ này chắc cũng có 20 phút quá. Cái con này mà làm bình thường thì đó là thương khỏe cho mình 7 phút rồi. Người làm người bán thì làm hoài đúng không, xong không? Thôi mà vừa làm vừa bán cho có tiền. Chủ yếu là mình kiếm tiền mà. Mình có sẵn nhiều rồi, mình từ từ thôi, chứ còn dạ. Có bữa nào cái hàng mà khó bán hết mà khách đợi không chứ? Đợi nhiều không? Có rồi. Bán hết trơn ở đây rồi, ta thấy mình làm đẹp. Bán hết trên cây rồi, người ta đứng chờ, người ta đặt á. Dạ. Mà làm hàng đặt mệt á. Làm cái đẹp không? Căng. Cái hay cái là cái này thì anh bẻ cong được hay ha. Nó cái này bình thường thôi, chứ nó còn hơi là mình cứ nắm mình lắc thôi không á. Dạ. Này là mấy cái dụng này nó tỏi thôi. Dư á, lúc mình đầu dư á. Dạ. Cái này chúng mình cũng nguyên luôn á. Dạ. Thì cái mới nãy là hơi khúc đầu á. Hơi khúc đầu có rồi, à. Mình làm chút là còn dư nhiều á. À. Tiết kiệm, mình tiết kiệm. Để lấy cái mới bỏ ổn. Đúng á. Mình đầm bình thường á, một cái bún mình ra được luôn. Bây giờ nó sự cố rồi á thì mình... Nói à. Nó phải thêm vô. Rồi rồi. Đa số là sự cố là nhiều. Dùng thầu gia đồ thôi ha. Chung này mà làm một cái mà ra luôn á khó lắm, canh kỹ lắm, với một món phải ra ngon đã chất lượng hả? Muốn ra
số là nó thiếu luôn. Nói chung là nói ai cũng vậy, cái sinh này biết làm rồi mà biết làm chuyên nghiệp rồi hay là làm hoài rồi nó vẫn bị thiếu có. Đúng rồi, bổ chát. lúc thiếu lúc dư, lúc thì đủ. Thì mình bơm mà mọi thứ hai lúc mình xe nó còn nhỏ, tại vì nó vừa đúng luôn. Rồi rồi. Tôi cho chuyên nghiệp luôn á, nhưng mình làm quen rồi đó. Nhưng mà cái chân này vẫn bị sự cố. Dạ. Cái chân này mà luyện được cái chân này á là có điều là luyện lâu lắm không? Chứ không phải lúc trước là làm cái hai cái bóng mới làm. Dạ. Yeah.